Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu với cái chương trình Q&A anh em ạ. Thì hiện tại chương trình tư vấn ấy nó cũng hay ho, nhưng mà mình cảm thấy rằng mình muốn lùi lại chương trình một chút. Bởi vì mình cảm thấy rằng nếu mà tư vấn cho anh em đúng không, thì mình phải có kết quả test ở đây. Đấy, ví dụ như mình muốn tư vấn cho anh em về tản nhiệt thì mình phải test tản nhiệt cho anh em đúng không, tại vị trí, tại địa hình luôn, thì nó mới chuẩn đúng không. Thế nên là hiện tại mình sẽ làm chương trình Q&A thôi nhá. Thì hôm nay sẽ là số Q&A thứ 10, nơi trả lời tất cả các câu hỏi hàng mong muốn của anh em biết về máy tính. Hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Thì hôm nay mình đang không có laptop, không có gì cả, cũng không có màn hình gì hết. Có mỗi hai chiếc máy tính để cho đỡ gọi là lấp đầy khoảng trống con tim anh em ạ. Còn bây giờ màn hình cũng chả có, mình xin phép đọc câu hỏi trên điện thoại nhé. Rồi, thì câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Long Tài. Thì bạn ấy hỏi là cho em hỏi chiếc H470 có ép xung được bus 3200 cho con i3 10105 không ạ? À, ok. Thì trước đây nhá, mình lại nói lại là dòng 4000, dòng 400, dòng main 400 của Intel rất là dở. Họ giới hạn về ép xung, họ giới hạn về boost, họ giới hạn về cả ép xung RAM nữa. Kể cả dòng H410 này, B460 này và cả H470 đều sẽ không ép xung RAM được cho CPU i3, i5, i7 và kể cả i9 luôn. Với i3 và i5 anh em sẽ để basic là 2666, còn với i7 và i9 thì sẽ là 2999 anh em nhá. Còn nếu anh em muốn ép xung ấy thì anh em bắt buộc ép xung RAM nhá. Thì anh em bắt buộc phải dùng là B560 này, H570 này nếu mà có cái đấy, và Z590 anh em nhá. Đấy là những cái chipset giúp cho anh em có thể ép xung được RAM trên những con CPU của chúng ta. Đó, rồi, đấy là câu hỏi của bạn được trả lời rồi nhá. Tiếp theo nữa, câu hỏi thứ hai của bạn Khương Duy Nguyễn. Hacom ơi, build giúp em PC AMD 10 triệu, em sắp xuống Hà Nội học. AMD 10 triệu à? Thực ra mình không biết cái nhu cầu của bạn là bao nhiêu, nhưng mình cảm thấy rằng là nếu mà bạn chơi game đúng không, thì 10 triệu cũng khá là dễ build đấy. Thì AMD hiện tại đang có những cái dòng CPU 4000, tuy nhiên nó không phải là những con kiểu xịn sò, đúng không, siêu xịn sò, nhưng mà 4000 đấy nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản anh em. Nó như kiểu là i3 đời 10 hoặc là Pentium thì hơi thấp quá, i3 đời 10 đi, i3 đời 10. Thế thì mình sẽ recommend cho bạn đó chính là chiếc CPU Ryzen 3 4100 nhá, kèm thêm với cả một thanh RAM 8GB gắn trên với cả một chiếc MacBook A320. MacBook của AMD khá là rẻ đấy, thì chiếc A320 có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của anh em rồi. Và tiếp nữa, nếu mà anh em muốn một cái sức mạnh thuần ấy, bạn Khương Duy Nguyễn ấy muốn sức mạnh thuần, thì mình sẽ khuyên bạn dùng đó chính là chiếc cạp màn hình RX 6500 XT nhá. Sức mạnh thuần của đấy khá là tốt, khá là ok, nhưng mà sẽ nhỡ đâu nếu mà anh em kiểu biết không biết dùng, không biết cài driver loại chuẩn ấy, thì sẽ bị gặp một chút vấn đề về driver nhá, và sẽ bị crash, bị này bị kia, lung tung linh tinh lắm. Thế còn nếu mà bạn Khương Duy Nguyễn bạn muốn sử dụng một cái cạc mà ổn định đảm bảo ấy và dùng lâu dài ấy, thì mình khuyên bạn là dùng 1650 nhá. Nhưng nếu bản thân mình ấy, thì con 6500 XT sẽ có một hiệu năng cao hơn khá so với cả 1650 đấy anh em ạ, nên là chọn 6500 XT hợp hơn, với cả nó cùng đồng thời với cả là hệ ecosystem của AMD thì nên chọn đấy. Ngoài ra sẽ chọn một chiếc SSD 120 cho ổ cho Windows và một chiếc 1T để cài game anh em nhá. Và cạc nguồn gì đấy và nguồn vỏ cây gì đó khoảng tầm 450-500, rồi vỏ cây tương ứng anh em ạ. Đấy, thế nói chung là tầm đấy sẽ được một bộ PC 10 triệu chơi game khá là ổn áp đấy. Những tựa game kiểu Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Valorant này, Apex cũng có thể chơi ở mức gọi là trung bình khá ở 60fps là ổn áp. Còn những tựa game kia chắc chắn là 14 hoặc nhiều khi 20 rồi. Đấy, đấy là một cái bộ PC 10 triệu rất ổn áp mà bạn có thể nên mua nhá. Rồi, đấy là câu hỏi thứ hai. Và tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi thứ ba đến từ bạn Tạ Anh Duy. Thì bạn Tạ Anh Duy có hỏi là: anh ơi, màn cảm ứng thì kẹp kiểu gì? Em sợ bị loạn cũng như là hỏng màn. Màn bạn ấy dùng Dell XPS. Thì bạn ấy đang gọi là đang đặt cái câu hỏi này ở cái video webcam tốt nhất. Thế thì cái này nhá, mình bảo bạn này, bạn cứ kẹp thoải mái đi bạn ạ. Tại sao? Thì vì cái cảm ứng ấy nó là cảm ứng bằng tay mà, cảm ứng điện trừ bằng tay cơ mà, nó không bị ảnh hưởng bởi nhựa đâu. Thì mình chỉ có hai niềm sợ thôi, hai thứ sợ trên này nhá. Thứ nhất là sẽ sợ bị xước màn. Đấy, tại vì là công nhận là ok, nó cũng chỉ là nhựa thôi ấy, nhưng mà có nhiều con màn nó làm bằng chất liệu nó không được chất lượng như lắm ấy, khiến cho màn có thể bị xước. Dell XPS thì chắc là không lo đâu, nhưng mà những con màn khác mình cũng hơi sợ một chút. Và thứ hai là mình chỉ sợ khi mà bạn đóng màn thôi. Tại vì ok, bạn đang kẹp đúng không, và bạn đóng phát nhá, mà dùng lực quá mạnh nhá, là sẽ khiến cho có khả năng cái tấm nền này anh em bị vỡ, bị nứt. Nên là bạn cẩn thận cho hai cái đấy thôi nhá. Thứ nhất là sợ sẽ bị xước không, nhưng mà mình nghĩ Dell XPS thì không sao đâu. Còn cái thứ hai là cẩn thận khi đóng màn thôi. Còn cứ kẹp cứ cài thoải mái thôi, không có đây gì cả. Sẽ mất cái vùng khu vực kìa, chắc chắn là sẽ mất cái khu vực cảm ứng ở trên đấy. Còn bình thường thì không sao đâu, không vấn đề gì hết. Tại vì khu vực trên đấy thì có ai mấy khi bấm vào đâu đúng không nhỉ. Rồi, đấy bạn tặng gì nhá, cứ cắm thoải mái, không vấn đề gì cả nhá. Rồi tiếp theo nữa, câu hỏi thứ tư của bạn Đức Thiện, Đức Thiên hay Đức
đấy gì đấy. Thì bạn này bạn hỏi là con này gắn trên bên B460M bình xài bình thường đúng không AD? Câu trả lời là đúng bạn nhá. Thì cái bạn này đang gọi là đặt cái câu hỏi này ở trên video CPU i3 1500 thường. Thế thì ok, con này là CPU đời 10, nó vẫn là có 10.000 mà, thì vẫn có thể gắn thoải mái trên cái main B460 của bạn nhá. Thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Và tất nhiên rồi, sẽ bị giới hạn. Đầu tiên là thứ nhất sẽ không được chạy RAM bus cao, sẽ không có PCIe 4.0, tất nhiên rồi, tại vì dòng đời 10 với cả main B460 mà làm gì có chuyện có PCIe 4.0. Đấy. Và đấy, hiệu năng cũng ổn, chơi game cũng ok, gắn được thoải mái nhá. Không vấn đề gì cả. Rồi, tiếp theo là bạn Nga Huỳnh, thì bạn ấy bảo là đã 3 năm trôi qua rồi. Nghe có vẻ xa xôi thế nhỉ? 3 năm trôi qua rồi thì cho em hỏi là bây giờ muốn chơi game thì chọn con nào? Chọn GTX 1650 hay là chọn RX 580? À rồi, thế thì bây giờ câu trả lời của mình nhá. Thì 580 nó vẫn là một con có mức hiệu năng cao hơn. Hiệu năng của nó là cao bằng một con 1060 6GB cơ mà anh em. Trong khi một con 1650 chỉ ngang khoảng tầm 1060 3GB thôi, tức là ngang với cả con 570 ấy. Đấy, thì tức là con 580 sẽ có hiệu năng cao hơn rất là nhiều. Nhưng một cái điểm mà anh em cần phải lưu ý là 580 đã ra đời rất là lâu rồi, và nó là một con card có 8GB VRAM, tức là nó đã được cao đào coi rất là nhiều rồi, thế nên là tuổi thọ của nó sẽ không còn nhiều này, cái tản nhiệt của nó sẽ không còn tốt này, nó sẽ rỉ này, nó sẽ nát này, nó sẽ bụi này, nó sẽ bẩn này, vân vân và vân vân. Thế nên nếu mà bạn bây giờ nhá, chẳng hạn như bạn đang có một con 580 thì đừng nâng cấp lên GTX 1650, hay bạn đang có một con GTX 1650 thì cũng đừng nâng cấp lên 580. Thế còn nếu bạn mua mới ấy, thì bạn hãy cẩn thận với những con 580 mà bạn chọn nhá. Còn nếu bạn muốn sự đảm bảo thì nên chọn 1650. Đấy, nếu mà bạn tự tin vào cái khả năng chọn card của mình, khả năng kiểm card của mình thì 580 là lựa chọn ok. Nhiều khi mình mua ấy, mình mua 580 chứ mình không mua 1650 đâu anh em ạ. Đấy, đây là cái ý kiến riêng của mình thôi anh em nhá. Còn nếu anh em chọn con nào, hãy đặt dưới comment cho mình biết. Rồi. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ 6. Có bạn khởi nỗ 21. À ok, 21 tuổi. Thì bạn ấy hỏi là màn hình 75Hz có chơi game được không ạ? Có vẻ như là bạn đang đặt câu hỏi này ở cái video màn hình Jaguar. Thì bất kỳ con màn hình nào đều có thể chơi game được anh em nhé. Đấy, dù 75Hz, 60Hz hay nhiều khi kể cả 45Hz vẫn có thể chơi game được. Nhưng cái trải nghiệm chơi game của nó sẽ không được tuyệt vời bằng như những chiếc màn hình 144Hz, 240Hz. Tại vì khi đấy nhá, thì chính là phải có mức FPS tương ứng nhá. Ví dụ như là màn 144 phải có FPS 144 chứ không phải là FPS 60 nhá. Thì khi mà anh em chơi ở đầu tiên này, FPS cao, thứ hai là độ tần số quét cao, cái trải nghiệm của nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Nhìn trông những cái hình nó di mượt hơn rất là nhiều so với cả một chiếc màn hình 60Hz hay là kể cả 75Hz đi anh em nhé. Nhưng mà tất nhiên rồi, 75Hz sẽ có một chút lợi thế cao hơn so với cả 60Hz, tại vì nó cao hơn 15Hz anh em nhé. Thì nói chung là mình trả lời anh em nhé là chơi được thoải mái, nhưng chắc chắn sẽ không thích bằng một chiếc máy tính có FPS cao và tần số quét cao đâu anh em nhé. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là bạn Crips Rat. Bạn ấy hỏi là anh, cái motherboard H810MDS2 Rev 3.0 có support CPU này không? Thì đây là hình như là con này là, mình không nhớ là con này, hình như con này là con Gigabyte thì phải. Thế thì bạn ơi, đây là câu hỏi bạn ấy đang đặt trong cái CPU video CPU i3 10.000 anh em ạ. Thì rất tiếc nhá, H810 là chipset dành cho những con CPU 4.000, tức là ví dụ như là i3-4330 này, i5-4570 này, hay là i7-4770 chẳng hạn. Thì đấy là những con CPU có thể gắn được vào chipset H81, đấy H81 ấy. Thế nhưng con i3 đời 10 thì bắt buộc phải là một con chipset khác em nhá. Đấy, dùng H410 cái thứ kiểu, chứ không phải là H81 đâu. Rồi nhá. Mà kể cả nhá, bạn mua về bạn không gắn nổi đâu, tại vì cái cỡ chipset die của nó khác nhau mà, làm sao mà giống được. Tức là gắn vào không nổi đâu em nhá. Rồi. Và câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta sẽ đến từ bạn Tùng Nguyễn. Câu hỏi số 8 thì là bạn Hacom cho em hỏi là mạng em thấy có dây chuyển từ trên mạng em có thấy dây chuyển từ 2 cổng SATA sang 1 cổng 8 pin PCIe, thì em muốn hỏi là mỗi cổng SATA cấp được bao nhiêu điện và 2 cổng SATA đó có cấp đủ điện cho con 3.0.0. Em xin cảm ơn. Rồi, thế thì ui dồi ôi bạn ơi,
mình khuyên rằng câu trả lời của mình nhá là bạn đừng làm như thế. Thì một cái dây nguồn SATA ấy, theo như mình nghiên cứu ấy, thì là nó có thể cấp được, tất nhiên rồi, nó cũng sẽ có dòng điện 12V như là PCIe, nhưng mà nó sẽ còn có dòng 3.3 này, nó sẽ còn có dòng 5 này, 5 âm, 5 dương, 12 âm, 12 dương, rất là nhiều các dòng ở đấy. Thì nó không chỉ có dòng 12, tức là ví dụ chẳng hạn là cái dây nguồn cho CPU nhá và dây nguồn cho cảm hình nhá, thì là chỉ có 12 thôi, 12 hoặc là ground. Còn cái con SATA này thì còn có cả 5, còn có 3, còn có 12, thế nó phân bố đầy đủ, thì khiến cho cái lượng điện từ dòng 12 đấy rất là yếu, chỉ rơi vào khoảng tầm từ 50-60W mỗi dây SATA thôi. Tức là nếu mà kể cả bạn có chập vào nhá, cái khả năng cao nhất của nó ấy cũng chỉ lên là 120W thôi nhá. Mà trong khi cái con card 3060 ấy, cái lượng TDP yêu cầu của nó ấy là tận là 170W. Thế nên là khi mà load full load 100% ấy, thế nên là việc mà bạn gộp hai chiếc dây SATA này nó rất là nguy hiểm cho bộ máy anh em nhá. Đầu tiên hỏng nguồn, còn tệ hơn hỏng cả nhá. Đấy, và tệ hơn nữa là hỏng cả bộ máy. Thế nên là bạn hãy cẩn thận cho mình một chút, đừng dùng dây SATA, hãy chọn một chiếc nguồn mới cho mình. Nếu mà trong nguồn rẻ tiền ấy thì mình sẽ có thể recommend đó chính là những chiếc 550 của dòng FFP, hoặc nếu mà anh em muốn mua dòng cao cấp một chút thì có thể nói đến đó chính là Cooler Master NWE hoặc là Corsair CV phiên bản 650 hoặc 750 nhá. Đấy, tầm đấy là được rồi. 360 thì cũng chỉ tốn có 170W thôi, thì tính ra anh em cũng chỉ khoảng tầm 550-600W là đủ dùng rồi. Nên là hãy chọn công nghệ như thế, đừng dùng nguồn cũ của mình nhá, đừng dùng cái nguồn cũ của bạn nữa, ok nhá, chứ có ngày cháy nhà đấy nhá. Rồi, và đó là 8 câu hỏi ngày hôm nay. Đấy, mình hy vọng rằng là mình đã trả lời được đầy đủ tất cả các câu hỏi anh em, đem lại được những câu hỏi gọi là chính xác, chuẩn xác và đáp ứng được đủ yêu cầu. Nếu anh em muốn đặt ra những câu hỏi nữa, có những hoài nghi trong cuộc sống về những máy tính của mình thì hãy đặt câu hỏi ở dưới comment nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này đem lại cho anh em nhiều thông tin, nhiều hữu ích, đã đáp ứng được đầy đủ những thứ của anh em thì hãy bấm like và subscribe nhé. Với cùng thì cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại video khác nhé.